Thưa quý vị, theo Trung tâm Dịch vụ Việc làm tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, dịch COVID-19 đã tác động rất nhiều đến thị trường lao động. Thống kê của Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh thì hiện có hơn 23.000 lao động thất nghiệp, chưa có việc làm, trong đó có 90% lao động có nhu cầu làm việc tại Bà Rịa Vũng Tàu. Hiện tại, nhiều doanh nghiệp trên địa bàn chưa thể hoạt động trở lại do chưa đảm bảo thích ứng an toàn, linh hoạt trong phòng chống dịch bệnh COVID-19. Những ngành nghề chịu tác động nhiều nhất là du lịch, dịch vụ, nhà hàng khách sạn, vận tải may mặc. Người lao động bị mất việc làm hoặc có nguy cơ mất việc làm tập trung ở nhóm lao động thời vụ, lao động phổ thông, trình độ chuyên môn, tay nghề thấp. Tuy nhiên, bên cạnh các đơn vị doanh nghiệp cắt giảm nguồn lực lao động thì cũng có rất nhiều doanh nghiệp có nhu cầu tuyển dụng và sử dụng lao động. Do vậy, để góp phần tháo gỡ khó khăn cho thị trường lao động trong giai đoạn hiện nay, Trung tâm Giao dịch Việc làm tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu đã chủ động phối hợp với các đơn vị địa phương tiến hành thu thập thông tin, triển khai bằng hình thức kết nối online giữa doanh nghiệp và người lao động, giúp người lao động không phải đi lại, di chuyển nhiều trong quá trình tìm việc. Đối tượng tuyển dụng tập trung chủ yếu trong các ngành nghề, kinh doanh, cơ khí điện, điện tử, kế toán, văn phòng, nhân viên kỹ thuật. Để người lao động tiếp cận được thông tin và các phiên giao dịch việc làm, Trung tâm đã gửi tin nhắn, gọi điện trực tiếp đến người lao động, các thông tin về tuyển dụng tại phiên giao dịch việc làm, chuyên đề, lưu động. Đồng thời đẩy mạnh thông tin truyền thông về sàn giao dịch việc làm qua mạng xã hội, Facebook và các fanpage group. Trong cái tình hình dịch Covid của mình thì nó vẫn đang có những cái diễn biến khó lường. Thì để thích ứng an toàn, linh hoạt cũng như là kiểm soát hiệu quả cái tình hình dịch thì cũng như là theo các cái chủ trương của cấp trên thì chúng tôi tổ chức cái phiên giao dịch việc làm online để mà đáp ứng cái nhu cầu kết nối giữa doanh nghiệp và người lao động. Thì hiện nay là cái nhu cầu này nó giữa hai bên nó thực sự là có vừa qua cái giai đoạn Tết cho nên cũng khá là cao điểm. Cái việc kết nối giữa người lao động và doanh nghiệp thì giai đoạn này nó cũng có một số cái khó khăn. Cái nhu cầu cần việc làm của người lao động cũng như là cái nhu cầu tuyển dụng lao động của các nhà máy xí nghiệp trên địa bàn của tỉnh thì Sở Lao động Thương binh Xã hội đã chỉ đạo cho Trung tâm Dịch vụ Việc làm của tỉnh là xây dựng cái kế hoạch để mở các cái sàn giao dịch việc làm để mà thứ nhất là doanh nghiệp quảng bá cái doanh nghiệp của mình trong vấn đề tuyển dụng lao động. Cái thứ hai nữa là người lao động biết được các cái thông tin của các cái doanh nghiệp cần tuyển dụng lao động và từ đó thì người lao động có cái điều kiện để mà lựa chọn các cái doanh nghiệp, các nhà máy xí nghiệp để lựa chọn cái công ăn việc làm của mình phù hợp với cái trình độ chuyên môn cũng như là cái điều kiện đáp ứng của doanh nghiệp đối với người lao động. Phiên giao dịch việc làm trực tuyến là hình thức giới thiệu việc làm đơn giản nhưng kết quả đạt được khá tích cực. Cách thức hoạt động được diễn ra theo hai chiều, có sự tương tác qua lại giữa doanh nghiệp và người lao động. Theo đó, doanh nghiệp sẽ chủ động cung cấp thông tin về nhu cầu, số lượng và vị trí tuyển dụng để đăng tải trên website của Trung tâm Dịch vụ Việc làm, đồng thời cắt cử cán bộ thực hiện phỏng vấn ngay tại công ty qua phần mềm hỗ trợ. Còn về phía người lao động, chỉ cần có kết nối Internet như máy tính hoặc điện thoại là có thể tìm hiểu một cách đầy đủ nhất thông tin về doanh nghiệp và thực hiện trả lời phỏng vấn trực tuyến. Trong năm 2021, Trung tâm Giới thiệu Việc làm tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu đã tổ chức 4 phiên giao dịch việc làm trực tuyến, đã có gần 2.000 lượt ứng viên được tư vấn tại các phiên và gần 540 người đạt điều kiện sơ tuyển. Thì năm nay là chúng tôi dự kiến là 9 phiên, thì phiên này là phiên online, phiên sau đầu tháng 3 thì dự kiến sẽ là trực tiếp để có nhiều cái hình thức mình tuyển mình tổ chức cho nó đa dạng phong phú để cho người lao động và doanh nghiệp họ lựa chọn. Đối với lại cái tình hình dịch bệnh hiện tại thì tôi nghĩ rằng là đây là một cái phương án hiệu quả, có nghĩa là người sử dụng lao động vẫn có thể là lựa chọn phỏng vấn được cái ứng viên mà mình cảm thấy phù hợp, và người lao động họ cũng sẽ không có mất khá nhiều thời gian hoặc là tốn thời gian để mà có thể tới các doanh nghiệp để nộp hồ sơ hay là phỏng vấn trực tiếp. Nó sẽ không có ảnh hưởng đến cái tình hình sức khỏe hoặc là cái tình hình dịch bệnh như hiện tại chúng ta đang gặp phải.
Thưa quý vị, theo các chuyên gia trong lĩnh vực lao động việc làm thuộc Bộ Lao động Thương binh và Xã hội, với các hình thức giới thiệu việc làm cho người lao động được triển khai nêu trên, số lao động tìm kiếm việc làm cũng như các doanh nghiệp tuyển dụng lao động qua hệ thống các trung tâm dịch vụ việc làm đều tăng, cho thấy hiệu quả hoạt động dịch vụ việc làm ngày càng phát huy vai trò của mình trong việc kết nối cung cầu lao động, góp phần giải quyết việc làm cho người lao động ở mỗi địa phương. Thưa quý vị, tình hình dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu vẫn đang diễn biến phức tạp, số ca mắc mới tăng đáng kể. Vì vậy, Ban chỉ đạo phòng chống COVID-19 tỉnh đề nghị các sở ngành, Ban chỉ đạo các địa phương tập trung nguồn lực để nâng năng lực điều trị F0, đặc biệt là tại các tuyến y tế cơ sở, quản lý và điều trị F0 tại nhà. Chủ động xây dựng phương án y tế theo từng cấp độ dịch, tập trung triển khai tốt công tác tiêm chủng vaccine phòng COVID-19 và bảo vệ người thuộc nhóm nguy cơ cao. Mỗi người dân, gia đình, tổ chức doanh nghiệp cần phải cảnh giác, điều chỉnh thói quen để thích ứng an toàn trong tình hình mới, thực hiện nghiêm quy định phòng chống dịch mà tỉnh đang triển khai, khuyến cáo của Bộ Y tế và thực hiện tiêm vaccine phòng COVID-19 khi tới lượt. Người dân không chủ quan khi đã tiêm đủ 2 mũi vaccine ngừa COVID-19, kể cả đã tiêm mũi tăng cường, vì tiêm vaccine không có nghĩa là miễn nhiễm với dịch bệnh và không lây nhiễm cho người khác khi mắc bệnh.